Thưa quý vị, thưa bà con, trước tiên sẽ là một thông tin đáng chú ý như sau. Trước tình trạng cua nuôi bỗng dưng chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau phối hợp với Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu đã tiến hành xét nghiệm mẫu thực tế. Qua phân tích, ngành chuyên môn cho biết là tất cả các mẫu đều phát hiện ký sinh trùng trên mang, trên gan, mô và ở cả buồng trứng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu của Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu đã xác định tất cả các mẫu cua đều có ký sinh trùng giáp sắc chân tơ Sacculina SP. Từ đó, bước đầu đánh giá, nguyên nhân làm cua nuôi của người dân bị thiệt hại là do ký sinh trùng giáp sắc chân tơ. Qua khảo sát, kiểm tra của ngành nông nghiệp Cà Mau, tình hình cua nuôi bị chết không chỉ xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, mà còn được ghi nhận rải rác tại huyện Nam Căn, Đầm Rơi và huyện Phú Tân. Cua chết có biểu hiện chung là vỏ mềm, thịt ốp và có ký sinh trùng bám. Một số cua sau khi bắt lên để vài giờ thì chết, cua bị ốp, ít thịt, ở yếm có màu đen hoặc hồng. Khi tách mai cua, gạch màu trắng sữa bất bình thường. Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng xin được gửi một câu hỏi tới chuyên gia Nguyễn Thị Hà là trước tình trạng này thì chuyên gia có đánh giá như thế nào và liệu rằng loại ký sinh trùng khiến cho cua nuôi ở trong vùng cảnh quang bị chết có nguy hiểm hay không và chuyên gia có thể đưa ra cái lời khắc phục trong trường hợp này như thế nào? Vâng, khi mà đã được xác định ký sinh trùng Sacculina SP là tác nhân gây bệnh cho cua chết ở Cà Mau trong thời gian vừa qua ấy, thì chắc chắn nó là đối tác nhân nguy hiểm rồi, bởi vì nó đã gây nên thành chết hàng loạt. Cái thứ hai nữa ấy là đối với lại cái loại ký sinh trùng giáp xác chân tơ này ấy, thì như chúng ta đã biết, khi mà nó ký sinh vào trong cua và trong mang rồi các cái cơ quan của cua ấy, thì một phần là ngọn thì nó ở bên ngoài, nhưng cái chân của nó rất là nhiều tơ, nó sẽ luồn hết vào tất cả các cái cơ quan để hút các chất dinh dưỡng. Chính vì vậy mà làm cho cua bị run chân này, thịt thì teo nhão này, rồi gạch thì nát ra và mà có màu dịch trắng như vậy. Đấy là những cái dấu hiệu bệnh lý rõ ràng của cái bệnh do ký sinh trùng này gây ra. Thì tuy nhiên rằng là theo tôi đọc báo ấy, thì một số các cái hộ thì đầm nuôi thì còn phát hiện ra ở trong bùn có những cái tác nhân gây bệnh là vi khuẩn, là ví dụ như Vibrio parahemolyticus là tác nhân gây bệnh chính cho các loại động vật thủy sản nuôi nước lợ. Chính vì vậy mà khi bị ký sinh trùng giáp xác chân tơ này nó ký sinh và nó làm cho giảm đi cái sức đề kháng thì nó lại là nguyên nhân mở đường cho các tác nhân gây bệnh là vi khuẩn và tấn công vào, thì nó làm cho bệnh nặng hơn và chết nhanh hơn. Thế thì khi mà đã bị tình trạng dịch bệnh nó xảy ra như thế này ấy, thì tôi nghĩ là đối với người dân ấy, thì trước tiên là chúng ta phải hàng ngày là phải đi bắt những cái con cua chết và chúng ta sẽ nấu chín bằng nhiệt hoặc là chúng ta chôn với ủ với lại vôi, chôn với vôi để mà không để cái tình trạng lây lan ra bên ngoài. Bởi vì là khi chúng ta vứt cái xác cua chết ra các cái trên bờ rồi các cái mương thoát mương tiêu thì nó sẽ lại là nguy cơ để gây ra các cái bệnh cho các cái cho các con giáp xác ở bên ngoài tự nhiên. Mà chúng ta đã biết rằng là các cái giáp xác ở bên ngoài tự nhiên, cua còng cái mà nhiễm mầm bệnh này rồi thì nó sẽ đưa đi và cái sự lan tỏa cái mầm bệnh này nó rất là nhanh và ra các cái vùng rộng. Chính vì vậy mà chúng ta phải triệt để làm những cái công việc đấy, ngày nào và buổi sáng buổi chiều chúng ta cũng phải đi vớt. Cái thứ hai nữa là chúng ta vớt đi ấy, thì để cho những cái con cua khỏe nó sẽ không ăn, bởi vì là khi con cua chết như vậy ấy, thì là con cua khỏe nó sẽ ăn cái con cua chết đấy thì nó cũng sẽ lại lây lan sang cái đàn cua khỏe ở trong ao của chúng ta và làm cho cái cường độ nhiễm nó tăng cao hơn, mạnh hơn, thì nó sẽ làm cho con cua nó chết nhiều hơn. Cái nữa là chúng ta phải xử lý nước như là khuyến cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, là chúng ta phải khuyến cáo phải sử dụng một số các cái loại hóa chất như là BKC, như là iodin hoặc là nano bạc, hoặc là một số các cái loại hóa chất có bán sẵn trên thị trường, chúng ta khử trùng môi trường nước, sau đó chúng ta dùng các cái chế phẩm sinh học để chúng ta bón xuống để hút toàn bộ các khí độc và các cái chất vẩn mà phân hủy các bùn bãi hữu cơ để làm cho môi trường sạch hơn. Còn đối với cua ấy, thì chúng ta nên là cho ăn bột tỏi hoặc là cho ăn vitamin C và men tiêu hóa để tăng cường sức đề kháng. Nếu như chúng ta thấy rằng là trong cái ao nào mà có cái hiện tượng chết nhanh, chết nhiều
thì chúng ta cũng phải nghĩ ngay là chúng ta phải cho ăn kèm thêm một số các loại kháng sinh, bởi vì là rất có thể là tác nhân gây bệnh là vi khuẩn sẽ tấn công vào để mà làm cho con cua nó bị bệnh chết nhiều hơn. Còn tôi nghĩ rằng là đối với cơ quan quản lý ấy, thì khi có cái dịch bệnh mà dân đã báo như thế và chết như vậy ấy, thì chúng ta cần phải tiến hành thu mẫu và phân tích. Ở đây thì tôi thấy là cái số lượng mẫu nó thu nó tương đối ít và chỉ có ở Ngọc Hiển thôi, mà các cái huyện khác ở Cà Mau là chúng ta chưa thu. Chính vì vậy mà chúng ta phải thu mẫu, cái số mẫu phải tương đối lớn để xác định được chính xác tác nhân gây bệnh là gì. Đặc biệt là đối với lại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Miền Nam là cái cơ quan mà phụ trách về phần quan trắc ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thế chính vì vậy mà chúng ta phải vào cuộc để chúng ta phân tích các cái tác nhân gây bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì là ký sinh trùng ấy thì thông thường nếu như nhiễm mà tỷ lệ thấp và cường độ thấp ấy thì nó không gây chết chết nhanh và chết hàng loạt như vậy. Mà biết đâu đấy nó sẽ có những cái tác nhân khác mà chúng ta không nghiên cứu sâu, chúng ta chưa tìm ra. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái đề tài nghiên cứu để xác định tác nhân chính xác, để thứ nhất là giúp cho một cái logic về bệnh của cua nuôi, đặc biệt là nuôi cua nuôi biển. Cái thứ hai là để cho dân biết được là cua, khi nuôi cua thì có những cái bệnh đấy, và khi gặp những cái bệnh đấy thì chúng ta xử lý như thế nào thì nó nhanh hơn, không để đến mức độ là thiệt hại nặng nề như ở Cà Mau trong thời gian vừa qua. Dạ vâng, xin được chia sẻ cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ thạc sĩ Nguyễn Thị Hà.